Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh Phù Thị Bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thị Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Replay và để mình BK được tốt hơn nha. Các bạn nào fan của Replay thì giơ tay lên comment và cho mình xin ý kiến nha. Đắt kia này quá khỏe rồi. Đắt kia này quá khỏe. Mình đánh ảnh cỡ như là gãi ngứa luôn á mọi người. Rách kênh châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên. Anh khỏe quá. Anh ta quá khỏe. Mình anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn. Mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh reset bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi. Giờ này anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này. Châu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đam quá to. Mình đang boost giáp chứ anh này. Kha kha như vậy làm ba người cùng ẹo. Cái gì đấy? BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi.
Đây mới chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh Dakin anh quá khỏe. Anh Magit này thì thôi nhé luôn á, quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai, quá thế rồi. Đã hỗ trợ em quay clip. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh đánh mà túi bụi cho mọi người. Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Mình vào đây để boost lên, để ra hỗ trợ mấy anh. Làm ảnh quá to, mình đổi lại skill nha. Đó là skill đánh cho sai chút, chứ mấy anh này quá khỏe rồi. Quá trời mọi người. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn rồi. Thank you.
mình chỉ đúng một hết thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip giới mình hết, không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test dam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi, tại mình chỉ là test dam thôi chứ mình không phải ở đây mà để BK máu lửa nha. Rồi. Video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Bye bye. Hey yo, hello hello. Xin chào mọi người đã đến với channel Chanel trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ nói tiếp cái chương trình trải nghiệm của mình với cái vị tướng làm Magic MG nha. Và mình sẽ show cái set đồ và vũ khí, gin, dây chuyền, rồi với nhẫn, gin band làm gì cho nó cầu kỳ. Và để tiếp tục chương trình, cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, các anh chị em, các bạn bè đang xem video. Một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và để tiếp tục video là em sẽ sell cái set này và sẽ nói cái trị giá của cái set này luôn nha, cho các bạn hú hồn chơi. Và skill trắng phái của cái MG Magic này là skill gì. Rồi, không có dài dòng mà lôi thôi mà linh tinh đó, vô luôn vấn đề nha. Đây là một set đồ hú hồn cho win 6 nha. 100% loại bỏ phòng thủ, hồi máu 100, mana cũng 100, khoảng là 100. Ngon luôn. Còn đây là set đồ, nhìn vô là những anh chị mà qua các bạn nào đã chơi thì cũng là thừa biết set này là set thiên kim ha. Nhưng mà có một điều lợi hại là set này là thiên kim là máu châu nha. Đây, đừng có hết hồn nha. Mình sẽ show đây, nó thấy gì chưa? HP là thêm 2500 nữa đó. 2500 HP nha. Lượng máu khá là châu bò. Và cho thêm một món nữa coi là không có hết hồn nha. Món kế tiếp đây. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cái quần đó. Cái quần đùi đó, trong được cái quần dài nha, cái quần đùi đó. Mà nè, HP nó tới là 3000% nè. Rồi nói chung cái gì cũng 3000, có một điều lợi hại đó là phản lại là 3000 luôn nha. Nó cũng ngang ngửa với một cái chiếc nhẫn á. Nó hú hồn chưa. Còn những cái món này thì cùi mía cũng full nha, full mà không hỗ trợ như mấy thằng kia hai món. Rồi chừng nữa mình sẽ review những cái tại sao mà món đồ này không có xài đồ full như gì hết nha. Rồi trước mắt thì mình trải nghiệm mình biết là món đồ phải kết hợp như gì. Còn vì sao mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và sẽ nói cái set đồ tại sao mà không xài cái đồ full như 2500 này và 3000 mà cho full set hết. Rồi chừng nữa mình sẽ review cái đó nha. Còn trước tiên mình sẽ cho các bạn coi cái set đồ của mình. Và đây, sói đây, mana lúc luôn nha. Sói tinh 50% sát thương. Phê chưa, phê chưa. Đây, hết hồn chưa. Bá dương kiếm luôn đó. Bá dương kiếm nha. Nhớ nhấn mạnh một từ là bá dương kiếm full nha, mà không phải full thường. Full tới 500 lận á. Nè, hoàn hảo mà cộng 500 nè. Tấn công mà cộng 500 thì thôi nhé luôn á. Nó quét thì thôi luôn. Đây, thằng thổi đây, đau sinh mệnh.
cũng vậy luôn nha. Hoàn hảo cũng 500 nè, tấn công cũng 500 nè, thì thôi luôn á. Và mà mạnh hay yếu là do ba cái này nha mọi người. Xét đồ thì đã cho mẹp, cho lộn nói lẹ rồi lộn. Xét đồ là để cho đẹp nha, và cái lượng máu của anh thì cũng trâu lên được một chút. Còn ăn chịu mà BK mà để máu lửa với mọi người thì là xét này, cái những vũ khí này đây, hai cái vũ khí đó, hay chờ hai vũ khí đây, đặc biệt nữa nè, 1000% nha. Mà cái này là nó có kẹp rồi kẹp nách kẹp cổ gì nè, nó kẹp làm vít là máu nha mọi người, vít là 1,7 triệu. Anh ghi là nhanh nhẹn nha, nhanh nhẹn tấn công phòng thủ là 1 triệu, 100 à 100.000, nó lộn. Và chết này là cái sát thương nha, sát thương của ma kích chiến. Ma kích chiến này là 200, tổng cái bôi kẹp của cái dây chuyền của mình là 2 triệu. Cùi mé thôi nha mọi người, 2 triệu á. Chừng nữa mình sẽ gom đây con mà mình lên cái dây chuyền 4 triệu. Đó, một cái dây chuyền đây. Tới đây đây. Thấy không? Cái nhẫn nhìn ghê chưa? Ghê chưa? Cũng kẹp luôn nha, kẹp cổ, kẹp nách gì nào. Đó, cái này làm hơi nhiều nhiều đó, cái kia nè. Cái này nè, thấy thông số không? Chỉ có 1.000 thôi nha. Đó, dây chuyền này nè. 3.000 luôn đó, thấy chưa? 3.000 luôn đó. Có cái HP này 5.000 nha, HP châu châu chút. Mình cái này cũng vậy, vít là máu nha. Máu của mình là 1 triệu, còn IG nhanh nhẹn của mình là 3 triệu 3, và chết là cái lượng đam của ma kích chiến là 3 triệu 2. Phê không mọi người? Phê á. Đây. Cái này là lý do mà sao mà không được xài chung những cái mà 3.000 hay 5.000 hay là 1.000 đều nguyên một dọc này á, thì chút nữa mình sẽ nói luôn. Cái này cũng kẹp nha, cái này chỉ có cả là kẹp hắn thôi, kẹp hắn thôi, ít một chút, là cái lượng của nó là không được nhiều. Như HP thì chỉ có 2.700, rồi lượng hồi, rồi lượng phản của nó chỉ có là 1.500 đều hết. Còn máu của mình là 2,7 triệu, còn chết là lượng đam chiến của mình là 3 triệu 3. Những cái đồ này là không được xài giống nhau nha mọi người. Như ví dụ đi, ví dụ dây chuyền này thì mình không nói đi. Còn cái này, hai cái chiếc nhẫn này, nếu mà mình xài thêm một chiếc 3.000 gì là cái set đồ mình sẽ là tốt tuần tốt bay theo gió luôn. Như gì là tại vì các bạn biết sao không? Đây là đồ đúp nha, đồ đúp. Lúc trước mà nếu mà cái chiếc nhẫn này mà nó ra mà tầm như gì đó ha, có lúc mình bán luôn cái máy điện thoại mình chưa mua được nữa. Lúc trước mình có lên mình vô mình test, mình quay cái clip chiến thần, một anh ở bên server Hà Nội gặp qua, anh nói là một chiếc này chỉ không có kẹp mà chỉ là hình như là có 1.000 hay 1.500 gì á, mà anh kêu giá là 15 mét, 15 mét chuyển khoản, 15 mét nha mọi người, là 15 triệu tiền mặt của mình chuyển khoản. Bây giờ thì rẻ như cho luôn. Đây là những cái này, là hai cái này là không được xài giống nhau, cái thứ nhất. Còn đồ này cũng vậy, cũng không được xài giống nhau là cái thứ hai. Cái thứ ba là hai cái vũ khí này cũng không được xài giống nhau, tại vì cái này toàn bộ là đồ đúp, đồ đúp không được xài giống nhau. Mình giao dịch tỷ lệ mắc là rất là thấp, giao dịch nha, mắc là rất là thấp, cũng có mắc nữa mà đa số là không mắc, cũng có mắc là rất là thấp, trừ khi là máy mình yếu mình lan dưới ngay đợt AD nó quét là cái đó là mắc. Còn như toàn bộ như gì của mình mua trên shop là về đây trước mắc là không mắc, sau này AD nó quét thì không biết mắc hay không, tại vì mình chỉ mới trải nghiệm đây thôi, chứ mình chưa có trải nghiệm lâu dài. Mình đợi tầm 1 tháng hay 2 tháng gì mình chơi thôi, cái này mình chơi cũng được cả tuần rồi. Cái này là xét độ mình mới dành dụm mua được nha. Cái con kia mình review là cái con gì phay chiến thần, xài đồ cùi, đồ cho, đồ đó là đồ kỷ niệm của mình nha, mình không có lung tung bán đổi hay là giao lưu gì với ai hết. Chỉ có set này thì mình có thể là như mình chán thì mình bán đổi mình giao lưu nè, còn cái kia là đồ tặng, đồ tặng mình không chơi mình cũng để đó, hoặc là mình tặng lại cho những bạn nào mà đam mê gì phay vô thật sự chơi mà không có, nói chung là không có nạp vô á, thì mình sẽ tặng lại. Còn những bạn nào chỉ tặng để cho lấy nhân vật phụ hay này kia kia nọ các kiểu gì đó thì mình xin lỗi nha.
ai có niềm đam mê của Clash đó. Mình thì đam mê Clash là Gameplay nhiều nhất, rồi cái nhân vật phụ của mình là Daskin và Magick. Những nhân vật kia cũng đẹp nữa nhưng mà mình chỉ thích này thôi. Mình đã nói rồi, ở bên server 2K3 là mình đã có một cái Clash của Daskin, mình chơi cũng cùi mía bản lắm. Rồi mình qua đây mình lập, tại vì một cơ duyên đó là của ông bạn, ông kêu cho mượn nick đi qua đây, mà mình qua đây mình nhập trả được luôn, thay vì mình tạo cái nick mới vô mình xin đồ đứng hết cái buổi tối luôn á. Clip kia mình cũng có nói đứng hết cái buổi tối luôn á, thấy vậy ngứa mắt quá. Mua hai con sói, hai cái dây chuyền, tốt tuần tốt bay mất tiêu luôn. Rồi được cái anh kia anh tặng lô đồ, rồi nó tới nó lui cũng có nhiều đó. Rồi các bạn nhìn này ha, set đồ của mình là set đồ tầm trung nha, nói lại set đồ tầm trung thôi. Biết cái gì tầm trung không? Là dây chuyền và hai cái chiếc nhẫn này là tầm trung. Còn những cái win nè, whip, kiếm whip, kiếm này cũng whip luôn. Với set đồ này là set đồ cũng tầm trung nha, máu hơi châu châu vậy thôi chứ châu đánh lâu cũng chết nè. Quan trọng là ba cái này nha mọi người, dây chuyền với hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn mình chỉ tầm trung thôi, cũng BK được nữa, mà cũng hên xui những bạn nào mà yếu yếu hơn mình chút xíu á, thì bị mình dập tắt, còn nếu mà mạnh hơn mình á, thì mình gụi lại. Và đây là mình sẽ show cái skill trắng phái của Magic nha, nhắn lại là skill trắng phái nha. Các bạn biết cái tên gì không, nói cho các bạn hú hồn chơi đó. Tiếng Anh mà mình dịch ra đây đây, bot lát, cái bầu lát chứ, bầu lát mình sẽ dịch ra tiếng Việt đó là quét nhà thằng trưởng nha. Các bạn thấy gì chưa, đẹp ghê hồn không? Đây mình sẽ vô cộng một mớ mana đang cho nó quét cho nó sướng sướng tay chút. Rồi nha các bạn xem nha, để chiêu quét nhà thằng trưởng đây đó, ghê không, quét là đứng kim luôn á. Đây mình sẽ tắt skill cho các bạn nó bị liệu nè. Ê. Thấy gì chưa, thấy bị liệu chưa, nó đứng đó mà cứ nhảy nhót lung tung. Thấy sao mọi người, thấy sao cả nhà, cả nhà cho nếu mà có anh bờ gồ nào hay là các bạn có ghé qua kênh của em xem được video rồi cho em xin ý kiến nè, comment cho em biết thêm thông tin chi tiết những món đồ và cờ lát. Và điều đặc biệt là có ghé vào kênh thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có thêm động lực để trải nghiệm những clip tốt hơn và trải nghiệm lâu dài hơn, cái kênh được phát triển vững vàng hơn. Em xin cảm ơn mọi người. Thấy sao mọi người, skill rất là đẹp nha, trắng xóa màn hình luôn á. Lúc trước có chơi thì cũng không có nằm mơ mà được như gì đâu mọi người, chỉ là nhờ đồ đúp thôi, đồ đúp mình mới có cơ hội chơi và trải nghiệm những set đồ này để lên nói và show cho các bạn xem. Mình không có chỉ dẫn nha, nếu mà có chỉ thì mình chỉ cho những bạn nào mà mới tập tành vào chơi những cái công thức cơ bản như là Magic là xài vũ khí gì và cộng điểm bull in và mà đi những chỗ nào mà Magic chơi in mau nhất, rồi Magic chiến, Magic phép, cái đó đơn giản thì mình có thể chỉ được. Còn những món đồ mà hàng triệu trở lên đó thì mình chưa có đụng tới, rồi mình cũng không dám trải nghiệm, không dám nói bừa. Và để video được kết thúc thì em xin tạm dừng video và cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe mình nói về Clash Magic nè, như sau set đồ và cũng quên 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 nữa, đây là cái set đồ của mình là không tới 2K nha mọi người, nhắn lại là không tới 2K đây con nha, không tới 2K đây con, không tới 2K mà được full set nha mọi người, nhắn lại là không tới 2K nha. Những bạn nào mà muốn BK máu lửa đứng trụ trên mặt đất cho lâu không nằm xuống thì tầm khoảng là 500k, 500k tiền chuyển khoản,
500k tiền chiến khoán là các bạn đứng rất là lâu trên cái chiến trường nha. Còn mà như mình đó thì ra đó thì quét qua quét lại là rồi mất tiêu cái bóng mình, chỉ còn bóng con sói thôi, chứ bóng mình sắp mặt đó dữ rồi. Rồi, để kết thúc video thì em xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã nghe em trải nghiệm xếp đồ gin gin ben gì đây, nhẫn và dây chuyền và hai vũ khí đó là Bá Dương kiếm và đao sinh mệnh, hai cây huyền thoại nha, và thêm một chú sói rất là xinh xắn đặc biệt đó là Skill nha. Skill này là mình tự đặt nha, quét nhà thằng trưởng nó gác quá đây nè, gác cỏ không đây nè, quét cho nó sạch đang còn anh em ta đi nữa. Thôi video của mình sẽ xin kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại video ở đợt sau nha. Xin chào, bye bye. Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với chai nọc trải nghiệm TV của mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh phù thủy bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thi Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Gameplay và để mình BK được tốt hơn nha. Các bạn nào fan của Gameplay thì giơ tay lên comment và cho mình xin ý kiến nha. Anh đắt kia này quá khỏe rồi, đắt kia này quá 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 khỏe. Mình đánh ảnh cỡ như là gãy ngứa luôn á mọi người. Rách kênh châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên, anh khỏe quá. Anh ta quá khỏe. Mình anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn, mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh reset bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi. Giờ này anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này, châu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đam quá to. Mình đang boost giáp chứ anh này.
Kha kha như vậy làm ba người cùng ẹo. Cái gì đấy? BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi. Đây mới chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh Datkin anh quá khỏe. Anh Magit này thì thôi nhé luôn á. Quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai. Quá thế rồi. Đã hỗ trợ em quay clip. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh đánh mà túi bụi cho mọi người. Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Vào đây để boost lên. Boost lên để ra. Để ra hỗ trợ mấy anh. Làm ảnh quá to. Mình đổi lại skill nha. Đó là skill đánh cho sai chút. Chứ mấy anh này quá khỏe rồi.
quá trời mọi người. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn à. Mình chỉ đúng một hết thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip với mình hết. Không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test đam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi, tại mình chỉ là test đam thôi chứ mình không phải ở đây mà để BK máu lửa nha. Rồi. Video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Bye bye. Hey yo, hello hello. Xin chào mọi người đã đến với channel chờ neo trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ nói tiếp cái chương trình trải nghiệm của mình với cái vị tướng làm Magic MG nha. Và mình sẽ show cái set đồ và vũ khí gin dây chuyền rồi với nhẫn gin band làm gì cho nó cầu kỳ. Và để tiếp tục chương trình cho em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, các anh chị em, các bạn bè đang xem video. Một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và để tiếp tục video làm em sẽ sell cái set này và sẽ nói cái trị giá của cái set này luôn nha, cho các bạn hú hồn chơi. Và skill trắng phái của cái MG Magic này là skill gì. Rồi, không có dài dòng mà lôi thôi mà linh tinh á, vô luôn vấn đề nha. Đây là một set đồ hú hồn cho win 6 nha. 100% loại bỏ phòng thủ, hồi máu 100, mana cũng 100, khoảng là 100. Ngon luôn. Còn đây là set đồ, nhìn vô là những anh chị mà và các bạn nào đã chơi thì cũng là thừa biết set này là set thiên kim ha. Nhưng mà có một điều lợi hại là set này là thiên kim là máu châu nha. Đây, đừng có hết hồn nha. Mình sẽ show đây, nó thấy gì chưa? HP là thêm 2500 nữa đó. 2500 HP nha. Lượng máu khá là châu bò. Và cho thêm một món nữa coi là không có hết hồn nha. Món kế tiếp đây. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Cái quần đó. Cái quần đùi đó, trong được cái quần dài nha, cái quần đùi đó. Mà nè, HP nó tới là 3000% nè. Rồi nói chung cái gì cũng 3000, có một điều lợi hại đó là khoảng lại là 3000 luôn nha. Nó cũng ngang ngửa với một cái chiếc nhẫn á. Nó hú hồn chưa. Còn những cái món này á thì cùi mía cũng full nha, full mà không hỗ trợ như mấy thằng kia hai món. Rồi chừng nữa mình sẽ review những cái tại sao mà món đồ này không có xài đồ full như gì hết nha. Trước mắt thì mình trải nghiệm mình biết là món đồ phải kết hợp như gì. Còn vì sao mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn và sẽ nói cái set đồ tại sao mà không xài cái đồ full như 2500 này và 3000 mà cho full set hết. Rồi chừng nữa mình sẽ review cái đó nha. Còn trước tiên mình sẽ cho các bạn coi cái set đồ của mình. Và đây, sói đây.
mana lúc luôn nha, sói tinh 50% sát thương, phê chưa, phê chưa, đây hết hồn chưa, bá dương kiếm luôn đó, bá dương kiếm nha, nhớ nhấn mạnh một từ là bá dương kiếm full nha, mà không phải full thường, full tới 500 lận á. Nè, hoàn hảo mà cộng 500 nè, tấn công mà cộng 500 thì thôi nhé luôn á. Nó quét thì thôi luôn. Đây. Thằng thổi đây. Đau sinh mệnh cũng vậy luôn nha. Hoàn hảo cũng 500 nè, tấn công cũng 500 nè thì thôi luôn á. Và mà mạnh hay yếu là do ba cái này nha mọi người. Set đồ thì đã cho mẹp cho ổ lộn nói lẹ rồi lộn. Set đồ là để cho đẹp nha. Và cái lượng máu bên này cũng trâu lên được chút. Còn ăn chịu mà BK mà để máu lửa với mọi người thì là set này cái những vũ khí này đây. Hai cái vũ khí. Đó, thấy chưa? Hai vũ khí. Đây, đặc biệt nữa nè. 1000% nha. Mà cái này là nó có kẹp rồi kẹp nách, kẹp cổ gì nè. Nó kẹp làm vít là máu nha mọi người. Vít là 1.700.000. Anh ghi là nhanh nhẹn nha, nhanh nhẹn tấn công phòng thủ là 1.000.000, 100 ngàn, nó lộn. Và chết này là cái sát thương nha, sát thương của Magic Chiến. Magic Chiến này là 200, tổng cái Boeing kẹp của cái dây chuyền của mình là 2.000.000. Cùi mé thôi nha mọi người, 2.000.000 á. Chừng nữa mình sẽ gom đi con mà mình lên cái dây chuyền 4.000.000. Đó, một cái dây chuyền. Đây, tới đây đây. Thấy không, cái nhẫn nhìn ghê chưa, ghê chưa. Cũng kẹp luôn nha, kẹp cổ, kẹp nách gì nè. Đó, cái này làm hơi nhiều nhiều đó. Cái kia nè, cái này nè, thấy thông số không? Chỉ có 1.000 thôi nha. Đó, dây chuyền này nè, 3.000 luôn đó, thấy chưa, 3.000 luôn đó. Có cái HP nè, 5.000 nha. HP châu châu chút. Mình cái này cũng vậy, vít là máu nha. Máu của mình là 1.000.000, còn IG nhanh nhẹn của mình là 3.300.000, và chết là cái lượng đam của Magic Chiến là 3.200.000. Phê không mọi người? Phê á. À. Đây, cái này là lý do mà sao mà không được xài chung những cái mà 3.000 hay 5.000 hay là 1.000 đều nguyên một dọc này á, thì chút nữa mình sẽ nói luôn. Cái này cũng kẹp nha. Cái này chỉ có cả là kẹp hắn thôi. Kẹp hắn thôi, ít một chút. Là cái lượng của nó là không được nhiều. Như HP thì chỉ có 2.700. Rồi lượng hồi. Rồi lượng phản của nó chỉ có là 1.500 đều hết. Còn máu của mình là 2.700.000. Còn chết là lượng đam chiến của mình là 3.300.000. Những cái đồ này là không được xài giống nhau nha mọi người. Như ví dụ đi, ví dụ dây chuyền này thì mình không nói đi. Còn cái này, hai cái chiếc nhẫn này, nếu mà mình xài thêm một chiếc 3.000 gì là cái set đồ mình sẽ là tốt tuần tốt, bay theo gió luôn. Như gì là tại vì các bạn biết sao không, đây là đồ đúp nha, đồ đúp. Lúc trước mà nếu mà cái chiếc nhẫn này mà nó ra mà tầm như gì đó ha, có lúc mình bán luôn cái máy điện thoại mình chưa mua được nữa. Lúc trước mình có lên, mình vô mình test, mình quay cái clip chiến thắng. Một anh ở bên server Hà Nội gộp qua, anh nói là một chiếc này chỉ không có kẹp mà chỉ là hình như là có 1.000 hay 1.500 gì á, mà anh kêu giá là 15 mét chuyển khoản, 15 mét nha mọi người, là 15.000.000 tiền mặt của mình chuyển khoản. Bây giờ thì rẻ như cho luôn. Đây là những cái này, là hai cái này là không được xài giống nhau, cái thứ nhất. Còn đồ này cũng vậy, cũng không được xài giống nhau là cái thứ hai. Cái thứ ba là hai cái vũ khí này cũng không được xài giống nhau. Tại vì cái này toàn bộ là đồ đúp. Đồ đúp không được xài giống nhau, mình giao dịch tỷ lệ mắc là rất là thấp. Giao dịch nha, mắc là rất là thấp, cũng có mắc nữa mà đa số là không mắc. Cũng có mắc là rất là thấp, trừ khi là máy mình yếu, mình lan dưới ngay đợt AD nó quét là cái đó là mắc. Còn như toàn bộ như gì của mình mua trên shop là về đây, trước mắc là không mắc, sau này AD nó quét thì không biết mắc hay không. Tại vì mình chỉ mới trải nghiệm đây thôi, chứ mình chưa có trải nghiệm lâu dài. Mình đợi tầm 1 tháng hay 2 tháng gì mình chơi thôi. Cái này mình chơi cũng được cả tuần rồi. Cái này là set độ mình mới dành dụm mua được nha. Cái con kia mình review là cái con ghi phay chiến thần.
xài đồ cùi, đồ cho, đồ đó là đồ kỷ niệm của mình nha, mình không có lung tung bán đổi hay là giao lưu gì với ai hết. Chỉ có set này thì mình có thể là như mình chán thì mình bán đổi mình giao lưu nè, còn cái kia là đồ tặng. Đồ tặng mình không chơi mình cũng để đó, hoặc là mình tặng lại cho những bạn nào mà đam mê gì phay vô thật sự chơi mà không có, nói chung là không có nạp vô á, thì mình sẽ tặng lại. Còn những bạn nào chỉ tặng để cho lấy nhân vật phụ hay này kia kia nọ các kiểu gì đó thì mình xin lỗi nha. Ai có niềm đam mê của Clash đó, mình thì đam mê Clash là Gameplay nhiều nhất. Rồi cái nhân vật phụ của mình đó là Dashkin và Magit. Những nhân vật kia cũng đẹp nữa nhưng mà mình chỉ thích này thôi. Mình đã nói rồi, ở bên server 2K3 là mình đã có một cái Clash của Dashkin. Mình chơi cũng cùi mía bản lắm. Rồi mình qua đây mình lập, tại vì một cơ duyên đó là của ông bạn, ông kêu cho mượn nick đi qua đây, mà mình qua đây mình nhập trả được luôn, thay vì mình tạo nick mới vô mình xin đồ. Đứng hết cái buổi tối luôn á, clip kia mình cũng có nói đứng hết cái buổi tối luôn á. Thấy vậy ngứa mắt quá, mua hai con sói, hai cái dây chuyền, tút tuần tuột bay mất tiêu luôn. Rồi được cái anh kia anh tặng đồ, thôi nói tới nói lui cũng có nhiều đó. Rồi các bạn nhìn này ha, set đồ mình là set đồ tầm trung nha, nói lại set đồ tầm trung thôi. Biết cái gì tầm trung không? Là dây chuyền và hai cái chiếc nhẫn này là tầm trung. Còn những cái win nè, whip, kiếm whip, kiếm này cũng whip luôn. Với cái set đồ này là set đồ cũng tầm trung nha, máu hơi châu châu vậy thôi chứ châu đến lâu cũng chết nè. Quan trọng là ba cái này nha mọi người, dây chuyền với hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn mình chỉ tầm trung thôi, cũng BK được nữa, mà cũng hên xui những bạn nào mà yếu yếu hơn mình chút xíu thì bị mình dập tắt, còn nếu mà mạnh hơn mình thì mình gụi lại. Và đây là mình sẽ show cái skill trắng phái, skill trắng phái của Magit nha, nhắn lại là skill trắng phái nha. Các bạn biết cái tên gì không? Nói cho các bạn hú hồn chơi đó, tiếng Anh mà mình dịch ra đây. Đây bot lát, cái bầu lát chứ, bầu lát mình sẽ dịch ra tiếng Việt đó là quét nhà thằng trưởng nha. Các bạn thấy gì chưa, đẹp ghê hồn không? Đây mình sẽ vô cộng một mớ mana đang cho nó quét cho nó sướng sướng tay chút. Rồi nha, các bạn ra xem nha, để chiêu quét nhà thằng trưởng đây đó, ghê không, quét là đứng kim luôn á. Đây mình sẽ tắt skill cho các bạn nó bị liệu nè. Ê, thấy gì chưa, thấy bị liệu chưa, nó đứng đó mà cứ nhảy nhót lùng tùng. Thấy sao mọi người, thấy sao cả nhà, cả nhà cho nếu mà có anh bờ gồ nào hay là các bạn có ghé qua kênh của em xem được video rồi cho em xin ý kiến nè, comment cho em biết thêm thông tin chi tiết những món đồ và Clash. Và điều đặc biệt là có ghé vào kênh thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có thêm động lực để trải nghiệm những clip tốt hơn và trải nghiệm lâu dài hơn, cái kênh được phát triển vững vàng hơn. Em xin cảm ơn mọi người. Thấy sao mọi người, skill rất là đẹp nha, trắng xóa màn hình luôn á. Lúc trước có chơi thì cũng không có nằm mơ mà được như gì đâu mọi người, chỉ là nhờ đồ đúp thôi, đồ đúp mình mới có cơ hội chơi và trải nghiệm những set đồ này để lên nói và show cho các bạn xem. Mình không có chỉ dẫn nha, nếu mà có chỉ thì mình chỉ cho những bạn nào mà mới tập tành vào chơi những cái công thức cơ bản như là Magit là xài vũ khí gì và cộng điểm buy-in và mà đi những chỗ nào mà Magit chạy in mau nhất, rồi Magit chiến, Magit phép, cái đó đơn giản thì mình có thể chỉ được. Còn những món đồ mà hàng triệu trở lên đó thì mình chưa có đụng tới, rồi mình cũng không dám trải nghiệm, không dám nói bừa. Và để video được kết thúc thì em xin tạm dừng video và cảm ơn các bạn đã chịu khó lắng nghe mình nói về Clash Magit nè, như sau set đồ và
Hoặc cũng quên nữa. Đây là cái set đồ của mình là không tới 2k nha mọi người. Nhắn lại là không tới 2k đây con nha. Không tới 2k đây con. Không tới 2k mà được full set nha mọi người. Nhắn lại là không tới 2k nha. Những bạn nào mà muốn BK máu lửa đứng trụ trên mặt đất cho lâu không nằm xuống thì tầm khoảng là 500k. 500k tiền chuyển khoản. 500k tiền chuyển khoản là các bạn đứng rất là lâu trên cái chiến trường nha. Còn mà như mình đó thì ra đó thì quét qua quét lại là rồi mất tiêu cái bóng mình, chứ còn bóng con sói thôi. Chứ bóng mình sắp mặt đó chứ rồi. Rồi, để kết thúc video thì em xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã nghe em trải nghiệm set đồ gin gin ben gì đây, nhẫn và dây chuyền, và hai vũ khí đó là bá dương kiếm và đao sinh mệnh, hai cây quyền thoại nha, và thêm một chú sói rất là xinh xắn đặc biệt đó là skill nha. Skill này là mình tự đặt nha. Quét nhà thằng trưởng nó gác quá đây nè, gác cỏ không đây nè, quét cho nó sạch đang còn anh em ta đi nữa. Thôi video của mình sẽ xin kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại video ở đợt sau nha. Xin chào, bye bye. Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh Phù Thị Bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thị Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Replay và để mình BK được tốt hơn nha. Các bạn nào fan của Replay thì giơ tay lên comment và cho mình xin ý kiến nha. Anh Dutkin này quá khỏe rồi. Dutkin này quá khỏe. Mình đánh ảnh cỡ như là gãy ngứa luôn á mọi người. Dutkin châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên. Anh khỏe quá. Anh ta quá khỏe. Mình anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn. Mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh reset bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi.
Vậy là anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này, trâu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đàm quá to. Mình đang bút giáp chứ anh này. Kha như vậy làm ba người cùng ẹo. Cái gì đấy? BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi. Đây mới đế, chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh đắt kinh anh quá khỏe. Anh Magit này thì thôi nhé luôn á. Quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai. Quá thế rồi. Đã hỗ trợ em quay clip. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh đánh mà túi bụi cho mọi người. Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Mình vào đây để boost lên. Boost lên để ra. Để ra hỗ trợ mấy anh.
mà ảnh quá to. Mình đổi lại skill nha. Đổi lại skill đánh cho sai chút. Chứ mấy anh này quá khỏe rồi. Quá trâu mọi người. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn à. Mình chỉ đúng một hit thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip giới mình hết. Không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test đam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi, tại mình chỉ là test đam thôi chứ mình không phải ở đây mà để BK máu lửa nha. Rồi. Video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Bye bye. Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Trải nghiệm TV của mình. Mình là Trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh Phù Thị Bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thị Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Gify và để mình BK được tốt hơn nha. Các bạn nào fan của Gify thì giơ tay lên comment và cho mình xin ý kiến nha. Anh Dutkin này quá khỏe rồi. Dutkin này quá khỏe. Mình đánh ảnh cỡ như là gãi ngứa luôn á mọi người. Rách kiên châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên. Anh khỏe quá.
ta quá khỏe. Anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn, mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh ghi xếp bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi. Giờ này anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này. Châu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đam quá to. Mình đang boost giáp chứ anh này. Kha kha như vậy làm ba người cùng ẻo. Cái gì đấy? BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi. Đây mới chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh Dutkin anh quá khỏe. Magic này thì thôi nhé luôn á. Quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai. Quá thế rồi. Đã hỗ trợ em quay clip. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh đánh mà túi bụi cho mọi người.
Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Mình vào đây để boost lên, để ra hỗ trợ anh. Làm ảnh quá to, mình đổi lại skill nha. Đó là skill đánh cho sai chút. Chứ mấy anh này quá khỏe rồi. Quá trời mọi người, như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn à. Mình chỉ đúng một hit thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip giới mình hết. Không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test đam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi, tại mình chỉ là test đam thôi chứ mình không phải ở đây mà để BK máu lửa nha. Rồi. Video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Bye bye. Hey vô. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với chai nọc trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh Phù Thị Bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thị Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Refi và để mình BK được tốt hơn nha.
Các bạn nào fan của Gameplay thì giơ tay lên, comment và cho mình xin ý kiến nha. Datkin này quá khỏe rồi. Datkin này quá 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 khỏe. Mình đánh đánh cỡ như là gãi ngứa luôn á mọi người. Datkin châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên. Anh khỏe quá. Ta quá khỏe. Mình anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn. Mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh ghi xếp bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi. Giờ này anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này. Châu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đam quá to. Mình đang boost giáp chứ anh này. Kha kha như vậy làm ba người cùng ẻo. Cái gì đấy? BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi. Đây mới chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh Datkin anh quá khỏe. Magic này thì thôi nhé luôn á. Quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai. Quá thế rồi. Đã hỗ trợ
Em quay lớp. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh quánh mà túi bụi chưa mọi người? Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Mình vào đây để boost lên để ra hỗ trợ mấy anh. Làm mấy anh quá to, mình đổi lại skill nha. Đó là skill đánh cho sai chút. Chứ mấy anh này quá khỏe rồi. Quá trâu mọi người. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn rồi. Mình chỉ đúng một hit thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip giới mình hết. Không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test đam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi.
tại mình chỉ là test đam thôi chứ mình không phải ở đây mà để bk máu lửa nha. Rồi, video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau. Bye bye. Hey yo, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với chai nọc trải nghiệm TV của mình. Mình là trải nghiệm TV đây. Hôm nay mình sẽ đi test đam cùng một anh Phù Thị Bạc để xem 70 lần reset của mình ra sao nha. Cảm ơn anh Phù Thị Bạc đã hỗ trợ em quay clip này và để làm clip thật tốt nha. Chúc mọi người xem video một ngày thật là vui vẻ nha. Và có gì thì cho mình xin ý kiến cách combo của Refay và để mình BK được tốt hơn nha. Các bạn nào fan của Refay thì giơ tay lên comment và cho mình xin ý kiến nha. Anh Datkin này quá khỏe rồi. Datkin này quá khỏe. Mình đánh ảnh cỡ như là gãi ngứa luôn á mọi người. Rách kim châu thì thôi nhé luôn á. Mình không biết chống chọi được bao lâu đây. Đam của mình thì quá bé. Anh ta khều lại có mấy cái là mình xong phiên. Anh khỏe quá. Ta quá khỏe. Mình anh ta chấp mình là bỏ sói ra luôn. Mình vẫn làm không lại anh ta nha. Anh ghi xếp bao nhiêu rồi? Giờ này là cao thủ lên quá nhiều mọi người ơi. Giờ này có một anh chưa mời nhưng đến luôn. Anh người đẹp đang quay clip. Đang quay clip anh ơi. Giờ này anh Magic kia thì ảnh quá khỏe cho một cuộc tình này. Châu thì thôi nhé luôn á. Mình vừa lú ra là mình chết. Đam quá to. Mình đang boost giáp chứ anh này. Kha kha như vậy làm ba người cùng ẻo. Cái gì đấy? B
BK loạn xạ hết nha mọi người. Trắng màn hình luôn. Mình lại ngoẹo rồi mọi người ơi. Đây mới chính là BK máu lửa nha. Như gì mới gọi là BK máu lửa nha mọi người. Anh Redkin anh quá khỏe. Anh Magit này thì thôi nhé luôn á. Quá mạnh mọi người ơi. Mình chỉ có một hit một, không được hit thứ hai. Quá thế rồi. Đã hỗ trợ em quay clip. Mấy anh quá khỏe. Nhìn thấy mấy anh đánh mà túi bụi chưa mọi người? Quá dữ mọi người ơi. Mình lú ra thì chỉ được một hit một thôi là đã chết rồi. BK quá là máu lửa, chạy không được luôn á mọi người. Mình vào đây để boost lên để ra hỗ trợ mấy anh. Làm mấy anh quá to. Mình đổi lại skill nha. Đó là skill đánh cho sai chút. Chứ mấy anh này quá khỏe rồi. Quá trâu mọi người.
như gì mới gọi là BK máu lửa nha. Quá luôn à. Mình chỉ đúng một hết thôi. Mình tắt skill đây. Skill của mấy anh ta làm clip giới mình hết. Không thấy đường. Mình chỉ là đi trải nghiệm và test đam thôi nha, chứ không phải là mình solo kèo mà đi gạ BK này kia kia nọ nha. Và video của mình sẽ xin kết thúc tại đây đi, tại mình chỉ là test đam thôi chứ mình không phải ở đây mà để BK máu lửa nha. Rồi. Video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video đằng sau.